Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái cách sử dụng tiện ích trên SQL Management, tức là chúng ta sẽ sử dụng cái cách cập nhật dữ liệu dễ dàng kết hợp với truy vấn. Và thông thường để cập nhật dữ liệu chúng ta hay sử dụng có cái câu lệnh update table vân vân kiểu như này. Và đấy là cái cách mà chúng ta hay dùng nhất. Tuy nhiên có những trường hợp mà chúng ta cần sửa nhiều dữ liệu khác nhau mà chúng ta mỗi lần lại cứ viết update từng cái mất thời gian. Và do vậy chúng ta cần phải có một cái cách để chỉnh sửa dữ liệu tiện hơn. Ở trong SQL đã hỗ trợ sẵn cho chúng ta rồi. Ví dụ chúng ta có thể thấy này, mình chọn một cái bảng là Customer chẳng hạn. Ở đây, các bạn để ý chúng ta sẽ thấy có cái kiểu là Edit Top 200 Row đầu tiên này. Chúng ta sẽ chọn ở đây. Đấy. Và ở đây chúng ta có thể thoải mái chỉnh sửa. Ở đây sẽ thành 1, 2, 3 này. Đây là thành ABC, XYZ, vân vân được. Đấy. Và các bạn sẽ thấy thử sửa kiểu này rất là nhanh gọn dễ dàng. Tuy nhiên với dạng một vấn đề xảy ra, đó là khi dữ liệu chúng ta rất là nhiều, lên hàng nghìn hoặc trăm nghìn hoặc chỉ hàng triệu bản ghi, mà chúng ta mỗi lần chỉ được 200 bản ghi rất là khó khăn. Vậy thì làm sao để, đây câu hỏi đó là làm sao để sửa các bản ghi theo điều kiện nào đó. Đấy. Có nghĩa chúng ta mong muốn ở trong này có 1 triệu bản ghi chẳng hạn, nhưng mà trong cái tập chúng ta cần sửa chỉ có 10 bản ghi thôi. Như thế chúng ta cần phải có một cái điều kiện, chẳng hạn là địa chỉ bằng một cái giá trị nào trong đây bằng nam tiến hay là bằng có chứa hồng tiến vân chẳng hạn. Ví dụ như thế thì mình sẽ phải viết như này để mà khách hàng thôi. Thông thường các bạn với câu select sẽ phải viết là select này from customer này. Đấy, xong chúng ta qua cái điều kiện là address chứa một từ đó, sau đó dùng từ khóa này, phần trăm. Ví dụ trong này mình mới có giá trị bất kỳ, mình Đức Vạn Thái Tiên Phong Vạn Thái này. Ví dụ mình chọn cái này, cứ địa chỉ trừ cái này ra thì chúng ta hiển thị ra bên ngoài này, phần trăm. Ok, đấy, và đây chúng ta sẽ được 193 hàng. Ví dụ chúng ta chỉ muốn là vạn kim vạn thái chẳng hạn, ví dụ này. Cho nó ít đi. Đấy, chúng ta sẽ thấy có 15 dòng. Giả sử chúng ta chỉ muốn sửa 15 dòng này thôi. Nhưng với câu select thì các bạn để ý này. Khi sinh ra rồi thì chúng ta không sửa được. Đây chỉ là các dữ liệu chỉ có thể đọc read only thôi. Làm thế nào để chúng ta sửa được các bản ghi này được dễ dàng mà không cần phải xử lý từng câu logic phức tạp? Thì đây chúng ta sẽ sử dụng luôn ở cái phần edit này, mình làm lại này, chúng ta click chuột phải này vào cái table chúng ta muốn sửa. Mình đang làm việc với customer này, click chuột phải các bạn chọn edit top 200 row này. Đấy. Như này vẫn là xong chưa vấn đề gì cả, vẫn chưa được cái mục đích chúng ta mong muốn. Để hiển thị ra cái dạng query chúng ta tùy biến được thì các bạn chọn vào cái đĩa bên trên này. Nó có một cái button trên này ghi là show critical pane Control cộng 2 chẳng hạn. Nếu như không có thì các bạn thì bên cạnh này nó có cái vị trí lựa chọn là F này, All Remove Button, thì chúng ta thể chọn bên này để xem. Đấy, đây này. Đấy, đây là không có này. Đấy, các bạn thì nó sẽ mất đi cái nữa thì mình chọn đây. Đấy. Giờ có rồi, chúng ta click vào cái sau này. Ngay lập tức các bạn nhìn thấy trên màn hình này, nó sẽ hiển thị tất cả các cột trong cái table chúng ta đang có. Đây là có 4 cột, hiển thị 4 cái. Bây giờ các bạn muốn hiển thị lọc tất cả những cái địa chỉ mà như trong cái query này, đó là vạn kim vạn thái, thì các bạn lấy cái giá trị này, các bạn điền trong cái cột này address. Ở đây có các lựa chọn, các bạn nhìn thấy này, tên bảng này, output này. Cái output này khi mà click vào sẽ hiển thị các cột trên này, ví dụ mình bỏ đi đấy, xong mình thực thi nó sẽ mất cột này, còn khi mình click vào thực thi nó sẽ thêm cột phone này. Có nghĩa cái nào được tích chọn sẽ hiển thị lên trên cái phần màn hình các bạn xem. Thứ hai đó là cái sort type, kiểu sắp xếp các bạn xem này. Đây sẽ có là tăng này, ascending này, descending này, unsort theo chiều tăng này, ở một chẳng hạn, theo chiều phone chẳng hạn, execute. Đấy. Cái này không có, mình cho một cái khác đi, mình unsort đi. Đây, cho cái tên sắp xếp này kiểu này. Đây là các giá trị lựa chọn. Đây là một. Đấy, các bạn thấy sắp xếp theo vần chữ cái và CD, nó không sót, các bạn chọn unsort thôi. Đấy.
Đây cái phần mình giới thiệu qua một chút về cái phần này các bạn hiểu được. Và cái quan trọng nhất chúng ta đang quan tâm chính là cái filter này. Đây sẽ là cái giúp cho chúng ta lọc được cái câu query mà chúng ta như mong muốn. Các bạn paste cái giá trị hoặc nhập cái giá trị chúng ta cần filter vào đây. Đấy, khi nhập xong thì nó định này, nó sẽ có chữ n hoa cho chúng ta, bởi vì chúng ta đặt tên là kiểu n varchar. Khi mà chúng ta nhập xong thì để ra kết quả như muốn. Đây nó không nhiều thế này, 200 6 200 là các bạn click chuột phải này, chọn vào execute SQL. Đấy. Address cái này, này. Bằng này, không có đâu. Đấy, mình sửa thành 9% này. Execute. Đấy, bây giờ các bạn thấy này, nó ra đúng bằng 15 dòng. Đây, ở đây chỗ này bên đây chúng ta dùng line, ở đây chúng ta cũng dùng line. Đấy, ra 15 dòng. Nhưng có điểm khác biệt, đó là ở bên này chúng ta không thể sửa được, không có bàn phím được thoải mái, không có được. Có bên này thì nó là cái dạng edit 200 đâu rồi. Các bạn xem mình sửa này. Chỗ này. 1 2 3. Và này. Mình sửa vài người này, sau đó mình quay đi lại bên kia các bạn xem giá trị nhá. Ok. Các bạn xem thấy cái giá trị số này hoặc tiết thiết này. 111. Đấy, bây giờ chúng ta quay về này. Lần trước cái này không hề có gì giá trị số là trong cái phần tên. Còn bây giờ chúng ta quét lại chọn execute. Các bạn nhìn thấy không? Đấy, cái phần cuối cùng 11. Đấy. Và các bạn sẽ thấy rằng cái này khá là hữu ích. Chúng ta có thể kết hợp sửa nhiều cái. Chẳng hạn địa chỉ như này rồi. Nhưng muốn tên, chúng ta muốn có cái tên mà lại cũng một chứa giá trị khác chẳng hạn. Tên mà chứa chữ Q. Ví dụ này. Đấy, phần trăm chữ Q. Trăm. Đấy. Mình thực thi lại lại chọn execute SQL. Không có ai chữ Q à? Chữ A đi. À xin lỗi các bạn, đây là chúng ta chọn nhuần cột. Đó là cột name mình cho nhuần cột ID nó không có. Đây. Cột name mới đúng. Đấy. Rồi chọn lại này, chạy lại. Đây như vậy các bạn sẽ thấy là có 3 người trong cái tên có chứa chữ A. Đấy và nơi chúng ta lại thoải mái chỉnh sửa. Ok mẹ. Bạn. Đấy. Và chúng ta lại select test lại thế nào. Đấy. Các bạn thấy mình ghi chữ đăng bên kia không? Đấy. Và mình hy vọng video này sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Có thể các bạn xem video rất là ngắn, nhưng trên thực tế thì có những trường hợp nếu chúng ta không biết tới cái tiện ích này thì các bạn sẽ phải mất rất nhiều thời gian để viết từng câu update này, xong lại tìm từng cái update. Đấy. Và với cái này các bạn thể sửa với câu query rất là dễ dàng và nhanh gọn. Nó giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.